Bây giờ mình sẽ làm mẫu nhé. Đó, rất đơn giản phải không các bạn? Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ có một lưu ý nhỏ cho các bạn khi các bạn ném máy bay nhá. Thì khi ném ấy thì các bạn đừng ném thẳng như này, ném thẳng như này là sai này. Đấy, hãy ném chéo về bên này. Và cái chiều nghiêng máy bay này, đó, các bạn nghiêng cho mình khoảng 35 độ như vậy nhá. Và ném chéo từ bên phải sang bên trái hoặc ngược lại là từ bên trái sang bên phải. Như thế này thì ok này, đó. Như này thì được này. Đó. Chứ các bạn đừng ném thẳng như này nhá. Ném thẳng như này thì sẽ không đúng đâu và nó sẽ không quay trở lại đâu nhá. Hãy ném chéo như thế này. Bây giờ mình sẽ làm mẫu nhé. Đó. Rất đơn giản đấy các bạn. Một điều lưu ý nhỏ nữa là các bạn ném chéo thì đừng chéo quá. Nếu mà chéo quá thì máy bay sẽ đi xuống dưới mặt đất nhé. Chỉ chéo một tí độ vừa phải thôi, như cỡ như thế này là được này. Đó. Bây giờ mình sẽ ném mẫu nhé. Hello, mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp một chiếc máy bay theo cái phiên bản vơ mới nhất mà mình đang có nhé. Ok. Đầu tiên là cái khổ giấy ở đây mình có là khổ giấy A4 nhé. Bước 1 thì các bạn gấp đôi tờ giấy lại theo chiều ngang như thế này nhé. Đó, khi gấp thì các bạn lưu ý là hai cạnh này nó trùng nhau một cách tối đa. Bây giờ mình đã có hai khổ giấy A5 rồi thì mình chỉ dùng chung một cái thôi, mình bỏ một cái ra ngoài. Bước 2 thì các bạn gấp cạnh này trùng lên cạnh này nhé. Đó. Tiếp theo các bạn mở ra và làm tương tự với cạnh bên này. Đó, các bạn mở ra. Và bây giờ các bạn hãy dùng hai cái ngón tay trỏ này ép hai phần bên hông này vào nhé. Hai ngón này này ép hai phần bên hông này vào. Đó. Đó. Như vậy.
và cái cạnh này cần làm trùng khít với cạnh này nhé, hai cạnh này phải trùng nhau này. Bước tiếp theo các bạn hãy bẻ cái phần này lên, ở vị trí này các bạn sẽ làm cho nó một cái dấu, thì các bạn hãy bẻ lên như thế này nhé. Đó, thì sang bên này các bạn sẽ thấy một cái dấu này. Rồi các bạn sẽ gấp cái phần đầu này xuống dưới sao cho đầu này chạm vào cái dấu mình vừa làm xong, như thế này nhé. Đó, đỉnh đầu chạm vào cái dấu này. Thì cái phiên bản này là cái phiên bản mà cải tiến hơn so với cái phiên bản mà ở cái video trước mình đã update nhé. Thì các bạn hãy làm và bay thử, nó sẽ rất là khác biệt đấy nhé. Ok, bước tiếp theo thì mình sẽ gấp đôi lại như thế này. Các bạn hãy dùng ngón tay cái vuốt vuốt cái phần đầu này để cho nó cong đều, thì khi các bạn gấp nó không bị gãy giấy nhé. Đấy. Đấy, lưu ý là khi gấp là cái phần cánh nó sẽ trùng nhau, thì nó càng khít nhau bao nhiêu thì cái máy bay của bạn bay càng tốt bấy nhiêu nhé. Khi gấp thì giấy nó sẽ bị dồn lên mà nó phồng lên như thế này, thì các bạn không vấn đề gì nhé, các bạn hãy đặt xuống dưới và cứ miết phẳng cho mình thôi. Bước tiếp theo mình sẽ gấp cái phần cánh. Thì phần cánh thì các bạn sẽ gấp cái đỉnh này chạm vào cái điểm này. Vậy là điểm này sẽ gấp ở giữa như thế này. Đó. Và cái đường thẳng này sẽ chứa cái điểm này. Mình đã có một điểm này. Và điểm thứ hai thì các bạn để cái cạnh này nằm trùng với cái điểm cuối máy bay. Đấy, mình đã có điểm này nằm với trùng với điểm này và đường thẳng này chứa điểm cuối của máy bay. Và các bạn cần gấp cái cánh bên này giống cánh bên này thì rất đơn giản thôi, các bạn hãy bẻ ngược lại như thế này nhé và căn cho hai cái mép cánh này bằng nhau là được. Bước tiếp theo các bạn cần gấp cái phần tai này vào bên trong sao cho cái đường mình gấp nó sẽ song song với cái đường ở phía trên. Đây, mình sẽ vẽ cho các bạn thấy nhé. Các bạn cần gấp một cái đường từ điểm này ta cho đường này và đường này sẽ song song nhau. Đó. Đó. Và quay sang bên đối diện, các bạn làm tương tự như vậy nhé. Bước tiếp theo các bạn gấp cái phần đỉnh này xuống dưới như thế này sao cho đỉnh này chạm vào cái điểm này. Bên này các bạn làm tương tự nhé. Đó, bây giờ các bạn mở chiếc máy bay ra. Đấy. Thì trước khi vuốt cái phần đầu này thì mình sẽ gấp cái phần đuôi trước nhé. Đó, mình sẽ dùng một cái miếng nhựa như thế này để mình gấp phần đuôi nhé. Các bạn hãy đặt lên như thế này. Đó, đỉnh này sẽ chạm vào mép của miếng nhựa và hai khoảng thừa ra bên trái và bên phải phải bằng nhau. Đó, như vậy là mình đã được cái đường gãy ở phần đuôi máy bay như thế này nhé. Tiếp theo thì phần đầu này thì các bạn hãy bẻ vuông góc lên cho mình này.
Đó, bẻ vuông góc lên. Bên này cũng bẻ vuông góc lên. Phần này bẻ ra. Phần này bẻ ra như thế này nhé. Ok, và mình đã hướng dẫn cho các bạn xong chiếc máy bay V2 của mình. Nó bay dễ dàng hơn cái V đầu tiên cơ. Cho nên là các bạn hãy gấp và trải nghiệm nó nhé. Nếu như video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên cho mình một like và nhấn nút đăng ký cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết đến nhé. Và nếu như bạn nào có câu hỏi gì thì hãy comment xuống dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời các bạn một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip này sau. Xin chào.